Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với TX Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số dòng sản phẩm dầu gội mình đang có ở đây. Và tất nhiên, những dòng sản phẩm dầu gội này không phải là những dòng sản phẩm dầu gội thông thường. Nếu như anh em bị gầu nhẹ hoặc là rụng tóc, mới rụng tóc ấy, thì những cái dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ các bạn xử lý những vấn đề đó rất là hiệu quả. Đầu tiên thì chúng ta phải nhắc đến những dòng sản phẩm giá rẻ đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ có Dashu Anti Hair Loss Club Shampoo. Thật ra thì về cơ bản chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm 2 trong 1. Đúng rồi, đây là một dòng sản phẩm sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề tóc các bạn bị rụng hoặc là tóc bạn bị gầu. Thì đây sẽ là sản phẩm hỗ trợ các bạn giải quyết được cả hai vấn đề đó. Và như mình đã nói, đây sẽ là một dòng sản phẩm giá rẻ. Với giá cả của sản phẩm này và với dung tích khoảng tầm 500ml thì chúng ta sẽ có một sản phẩm có cái giá trị sử dụng vô cùng thoải mái và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng daily được. Đối với bản thân mình, khi sử dụng dòng sản phẩm này thì nó lại tạo cho mình một cảm giác hơi mát nhẹ thôi, nó không mát quá mạnh, nó tạo cho một cảm giác khá thoải mái. Nó tạo cho chúng ta một độ khô nhẹ khi chúng ta sử dụng xong sản phẩm này và nó không lấy đi hết toàn bộ độ ẩm trên mái tóc của chúng ta. Nó để lại cho chúng ta một độ ẩm nó vừa đủ để cho tóc của chúng ta có thể phồng lên và mình rất thích điều này. Tiếp theo đó nữa thì chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm mới. Đây là một dòng sản phẩm mình cũng mới review thôi. Đây là Byvaline No Flake. Đây là một dòng sản phẩm hỗ trợ anh em bị gầu và nó sẽ giải quyết vấn đề gầu của anh em khá triệt để. Và cũng phải nói thật với anh em, đây là một dòng sản phẩm có giá khá cao, cho nên khi sử dụng sản phẩm này anh em nhớ sử dụng vừa phải thôi, 2 ngày một lần. Và chúng ta sẽ sử dụng luân phiên với cả các dòng sản phẩm dầu gội thường chúng ta có. Và về bản chất, khi mà các bạn sử dụng dòng sản phẩm này ấy, nó sẽ đem lại cho các bạn một cảm giác mát mẻ, thoải mái. Và tất nhiên như mình đã nói, nó sẽ có những cái chất tẩy rửa nó nhẹ nhàng thôi, nó không có những cái chất tẩy rửa như kiểu sulfate hoặc là nó sẽ không có những cái thành phần như kiểu silicon. Nó sẽ tạo ra cho mái tóc của bạn một cái áp lực rất nhẹ nhàng. Thậm chí là trong quá trình gội rửa, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này là một sản phẩm để gội hàng ngày ấy. Nhưng mà thật sự nếu các bạn sử dụng như vậy nó hơi tốn, bởi vì là sản phẩm này giá cũng khá là cao. Cho nên các bạn cứ dùng cách ngày ra nó sẽ là hợp lý nhất nhá. Sau đó nữa thì chúng ta sẽ có Men. Đây có thể được coi là một trong những cái dòng sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng được hàng ngày. Đúng rồi, nó sẽ có dung tích to hơn 3 lần một chút xíu, cho nên cái việc sử dụng hàng ngày của chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn. Còn về cách sử dụng của sản phẩm này thì chúng ta sẽ ủ khoảng tầm từ 5 đến 10 phút trên mái tóc sau khi chúng ta gội đầu. Tức là các bạn gội đầu và các bạn để nguyên đó khoảng tầm từ 5 đến 10 phút sau các bạn hãy bắt đầu xả đi để cái sản phẩm được ngấm vào tóc, để cái sản phẩm nó được kích hoạt hết công dụng của sản phẩm. Và các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì là tất cả các dòng sản phẩm ở đây ấy, đều có thành phần vô cùng an toàn và lành tính với cả mái tóc chúng ta. Cho nên chúng ta cứ để trên đầu thoải mái lâu một chút xíu cũng được, thành phần của nó là tự nhiên mà. Và cái sản phẩm cuối cùng mình đã có ở đây cũng là một dòng sản phẩm mới được cho ra mắt. Đây là dầu gội mới của 1821. Đây là một trong những dòng sản phẩm cá nhân mình đánh giá rất cao đến từ nhà 1821. Nó cho chúng ta cái trải nghiệm nó vô cùng tuyệt vời, nó cho chúng ta cái trải nghiệm nó hỗ trợ nấm, hỗ trợ gầu. Nó hỗ trợ cho anh em nam giới chúng ta những cái vấn đề cơ bản mà chúng ta vẫn mắc phải. Và sản phẩm này sẽ có dung tích là 473ml. Tất nhiên đây sẽ là một dung tích nó tối giản hơn rất nhiều so với cả những cái dung tích cũ. Những cái dung tích cũ chúng ta sẽ có dung tích hơn 500ml, thậm chí là 1 lít. Nhưng mà đối với sản phẩm này chúng ta sẽ chỉ có dung tích gần nửa lít thôi. Tất nhiên cái gì cái chúng ta có cái giá của nó. Đây sẽ là một sản phẩm có thành phần tự nhiên và không những vậy nó sẽ có cả protein thủy phân. Và nếu các bạn chưa biết ấy, với những cái protein thủy phân ấy, nó sẽ hỗ trợ các bạn làm bóng tóc và làm mượt mái tóc của bạn rất nhanh. Và đó chính là lý do tại sao đây là một sản phẩm vừa gội vừa xả luôn dành cho mái tóc của bạn. Đặc biệt là những bạn nào có mái tóc khô sơ thì sử dụng sản phẩm này cũng khá hiệu quả. Về mùi hương, đối với cả những dòng sản phẩm thời điểm hiện tại chúng ta đang có, chúng ta có Dashu, chúng ta có Byvaline, chúng ta có Men, đa phần đều là những tông mùi mát thôi. Còn đối với cả 1821 thì nó lại là tông mùi Sweet Tobacco chứ danh của hãng. Và tất nhiên rồi, nếu các bạn đang cần bọn mình tư vấn thêm về các dòng sản phẩm thời điểm hiện tại mình đang có ở đây thì các bạn có thể ghé vào fanpage của TX Shop để chúng tôi có thể trực tiếp tư vấn cũng như hỗ trợ cho bạn về những dòng sản phẩm tạo kiểu thời điểm hiện tại tôi đang có. Hoặc đơn giản là các bạn cần bọn mình hỗ trợ tư vấn về các dòng sản phẩm tạo kiểu thời điểm hiện tại thì các bạn có thể liên lạc cho bọn mình nha. Và tất nhiên rồi, nếu các bạn đang cần bọn mình review bất kỳ một sản phẩm gì thì hãy nhớ để dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.